Thầy chào các em. Hoan nghênh các em đến với giờ học trực tuyến qua mạng của trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế dành cho bộ môn Ngữ văn khối 11. Thầy tên là Lê Văn Sĩ, giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn này. Trong phong trào thơ mới, ngoài hai tác giả Xuân Diệu và Huy Cần mà các em đã học qua bài Vội vàng Tràng Giang thì còn có một tác giả khác có phong cách nghệ thuật cũng rất độc đáo và tên tuổi cũng rất nổi tiếng. Cuộc đời sự nghiệp sáng tác của nhà thơ là nguồn cảm hứng, là đề tài để cho rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác sáng tác như sân khấu, điện ảnh hay là ca nhạc. Thầy đọc một đoạn ca từ trong một bài hát rất nổi tiếng viết về tác giả này, xem các em có đoán là ai không nhé. Tìm vào cô đơn, đất quy nhân gầy đổi chân chàng đến, người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa, chốn hoang liêu tiêu sơ hàn âm thầm nghe trăng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao, mặc tự nay còn đâu. Thầy tin là đến câu ca cuối cùng các em đã đoán ra tác giả đó là ai rồi. Đó chính là Hàn Mặc Tử, một nhà thơ được Hoài Thanh, nhà phê bình văn học nổi tiếng đương thời, gọi là hiện tượng thơ kỳ lạ nhất trong làng thơ mới. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một bài thơ rất độc đáo của Hàn Mặc Tử và cũng là bài cuối cùng trong chủ đề thơ mới. Các em mở sách giáo khoa cùng với vở vơ ghi ở trang 38, chúng ta học bài Đây thôn vị già của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Cũng như một giờ đọc văn trực tiếp trên lớp, để có thể tìm hiểu được giá trị của bài thơ Đây thôn vị già, thầy trò ta trong giờ học này cần giải quyết một số công việc quan trọng. Đó là thầy trò ta phải đi vào mục tìm hiểu chung để nắm những nét chính về tác giả, tác phẩm. Sau đó, quan trọng nhất, thầy trò ta phải đọc hiểu bài thơ để cảm nhận được cái hay, cái đẹp về nội dung, tư tưởng và về bút pháp nghệ thuật. Để từ đó, thầy trò ta rút ra tổng kết khái quát những giá trị tiêu biểu của bài thơ. Và trước khi giờ học kết thúc, thầy sẽ hướng dẫn các em những bài tập mà sách giáo khoa đã gợi ý. Và qua những bài tập này, thầy tin các em sẽ nắm vững được kiến thức bài học, khắc sâu chúng, đồng thời rèn luyện nâng cao được kỹ năng đọc hiểu, cảm nhận một tác phẩm văn học, nhất là những tác phẩm có giá trị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 1 La Mã, tìm hiểu chung. Thứ nhất là về tác giả. Các em có thể căn cứ thông tin thầy trình chiếu kết hợp với phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa để gạch những ý chính về tác giả Hàn Mặc Tử. Thứ nhất, cuộc đời. Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh năm 1912, mất năm 1940, quê ở Quảng Bình. Ông sống nhiều ở Quy Nhơn, là quê mẹ, và từng có 2 năm học ở Huế. Ông mất ở Trại Phong Quy Hòa, Quy Nhơn khi mới 28 tuổi. Thứ hai là về sự nghiệp. Tuy cuộc đời có nhiều đau thương, bất hạnh, nhưng Hàn Mặc Tử được xem là một trong những nhà thơ có sức sáng tạo mạnh mẽ nhất trong phong trào thơ mới. Diện mạo thơ của Hàn Mặc Tử phức tạp, bí ẩn, thể hiện một tình yêu đến đau đớn hướng về cuộc đời trần thế. Các tác phẩm chính về thơ các em cần ghi nhớ đó là tập Gái Quê xuất bản năm 1936, tập Thơ Điên xuất bản năm 1938, sau này đổi thành Đau Thương. Và với những gì Hàn Mặc Tử đóng góp cho phong trào thơ ca thì ông được Hoài Thanh xem là hiện tượng thơ kỳ lạ nhất trong phong trào thơ mới. Chúng ta đi qua ý thứ hai trong phần tìm hiểu chung, đó là về tác phẩm. Thứ nhất, hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Đây thôn vị già. Bài thơ được viết năm 1938 khi Hàn Mặc Tử đã mắc trọng bệnh, về Quy Hòa, Quy Nhơn để chữa bệnh. Thứ hai, cảm hứng sáng tác. Theo một số tài liệu, bài thơ Đây thôn vị già được gợi hứng từ một mối tình của nhà thơ và một người con gái quê ở thôn vị già, một thôn nhỏ nằm bên bờ sông Ương thơ mộng. Xuất xứ, bài thơ nằm ở phần thứ nhất của tập Đau Thương. Bài thơ lúc đầu có tên là Ở đây thôn vị già,
Tập thơ này được in sau khi tác giả Hàn Mặc Tử qua đời. Về bố cục, chúng ta có thể chia bài thơ làm 3 phần tương đương với 3 câu thơ. Đó là bức tranh thôn vị buổi sáng ở câu 1. Thứ hai là bức tranh thôn vị đêm trăng ở câu 2. Và thứ ba là bức tranh về người em thôn vị ở câu cuối. Từ khi ra đời đến nay, bài thơ Đây thôn vị già vẫn được xem là tiêu biểu cho phong cách thơ Hàn Mặc Tử và là một trong những bài thơ tiêu biểu cho phong trào thơ mới ở Việt Nam. Thầy cung cấp thêm một số kiến thức về đời sống liên quan đến thôn vị già và người con gái thôn vị. Thôn vị già là một địa danh có thực, bây giờ thuộc thành phố Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các em có thể quan sát trên bản đồ như hình ở trên màn hình. Nhưng nếu thực tế đến thành phố Huế, các em có thể đi đến địa danh nổi tiếng này bằng nhiều con đường. Các em có thể đi hết đường Lê Lợi qua đập đá rồi rẽ phải, hoặc đi hết đường Bà Triều qua cầu Vĩ Già rồi rẽ trái. Đây là một địa danh đẹp. Những năm trước cách mạng tháng 8 năm 1945 trở về trước là nơi thường dành cho các vị quan trong triều Nguyễn an trí nghỉ hưu ở những ngôi nhà vườn rất đẹp, xét lành với những vườn cây tươi tốt nằm bên bờ sông Hiền Hòa thơ mộng êm đềm. Còn về người con gái thôn vị, theo nhiều tư liệu để lại thì đó là cô Hoàng Thị Kim Cúc. Tư liệu kể lại rằng trong quá trình ở Quy Hòa Quy Nhơn chữa bệnh, tình cờ của một ngày, Hàn Mặc Tử tìm được một tấm hình cũ, đó là một tấm bức thuyết. Phía trước tấm hình là một cô gái mặc áo dài trắng ngồi trên chiếc thuyền bên bờ sông Hương. Phía sau là một dòng chữ hỏi thăm, đồng viên và mời nhà thơ về thôn để chơi. Từ đó bột phát tên những dòng chữ đầu tiên và để lại cho chúng ta một tự thơ rất đẹp về một miền quê đẹp của xứ Huế. Bây giờ chúng ta đi vào phần trọng tâm của bài học. Các em ghi vào hai la mã, đọc hiểu. Thứ nhất, khổ đầu. Sao anh không về chơi thôn vì nhìn nắng hàng cao nặng mới lên, vườn ai mướt quả xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Chúng ta sẽ cảm nhận câu thơ đầu tiên. Câu thơ đầu có hình thức là một câu hỏi tu từ. Câu thơ dùng sáu tiếng, xin lỗi, câu thơ dùng từ chơi, gợi sắc thái tự nhiên, thân mật gần gũi như tâm tình, cách giao tiếp, lời ăn tiếng nói của người thôn vị, của người xứ Huế. Câu thơ của sáu tiếng dùng thanh bằng, gợi âm hưởng nhẹ nhàng, bé bồng và kết thúc bằng thanh trắc, gợi sự dứt khoát và sức nặng nhất định khi kết thúc dòng thơ. Cho nên có thể nói đây là lời mời gọi, là một lời thầm trách nhẹ nhàng, cũng là một lời tiếc nuối. Đây là câu thơ chứa nhiều hàm nghĩa và nó gợi hứng để Hàn Mặc Tử trở về với miền hoài niệm, nói chứ một khúc nhạc rào đầu để từ đó trong sông thẳm tâm hồn nhà thơ ngân lên một bản đàn du dương giá diết tình tứ về một con người, một miền quê đã gắn liền với ký ức. Chúng ta cảm nhận ba câu thơ tiếp trong khổ đầu. Nhìn nặng hàng cao nặng mới lên, sự kết hợp độc đáo của hai hình ảnh đã thể hiện được cho chúng ta thấy phong cách kỳ lạ độc đáo của nhà thơ, không phải nắng hay hàng cao tách biệt mà được kết hợp một cách hài hòa thống nhất theo điểm nhìn, thời gian, không gian cụ thể, nghĩa là nặng rưỡi lên hàng cao, hàng cao tạm nắng, điệp từ nắng, nặng mới lên làm nổi bật đặc điểm của ánh nắng bình minh tươi mới, tinh khôi, trong trẻ của ngày. Cái thứ nặng ừng mà Hàn đã từng gọi ở trong bài Mùa Xuân Chín, trong làn nặng ừng khỏi mưa tan, đối mãi nhà tranh lậm tạm vàng. Tiếp theo, đôi mắt đa tình của người thi sĩ đưa chúng ta đến một khu vườn tuyệt đẹp. Đại từ ai là một đại từ phiếm chỉ, không phải để hỏi chủ nhân đích thực của ngôi vườn, mà là để bộc lộ sự ngỡ ngàng, thản thốt, tặng tắc khen ngợi một khu vườn đẹp quá, xanh quá, tươi quá. Từ mướt được tác giả
dùng rất chính xác để chỉ cái màu xanh nôn, sự mềm mại đến ngon mắt của lá cây còn được đặt sương đêm. Nếu như Nguyễn Du xưa từng dùng từ rờn hoặc từ tần để chỉ màu xanh của hoa cỏ tháng ba thì Thanh Minh, một màu xanh chói mắt, một màu xanh tí tần chân trời rập rờn theo làn gió xuân êm nhẹ, thì Hàn Mặc Tử dùng từ mướt cũng rất tinh tế và độc đáo. Biện pháp so sánh xanh như ngọc đại diện tả sống đồng sắc màu của chồi tơ lộc biếc khi soi chiếu bởi ánh sáng ánh nắng ban mai. Màu xanh như phát ra từ lá cây, cái màu xanh ngọc này Xuân Diệu cũng đã từng có lần diễn tả ở trong bài thơ Duyên: đổ trời xanh ngọc qua muôn lá. Câu thơ cuối là một nét vẽ điêu luyện tài tình, cái thơ hai hình ảnh độc đáo do tính biểu tượng là lá trúc và mặt chữ điền. Nó gợi một nét đẹp về kiến trúc nhà vườn Thôn Vị. Theo nhiều tư liệu tranh ảnh để lại thì Thôn Vị nổi tiếng đẹp bởi những ngôi nhà vườn nhỏ nhắn xinh xắn giữa những vườn cây tươi tốt xanh tươi bên bờ sông Yên Ả. Cổng của những ngôi nhà vườn này thường trồng nhiều tre trúc cao được làm bằng gỗ, hai cạnh mở khép, khi khép lại thì có hình chữ điền. Ngoài ra ở Huế có một bài ca dao có dàn câu đố: dàn em vuông vức chữ điền, bên trong thì trắng áo đen mặc ngoài, lòng em của đất của trời, của câu nhân ngãi của lời thủy chung. Đáp án của bài ca dao này là cuốn sách là cái tinh tụy cho văn chương, tinh thần văn hiến, cho nên hình ảnh là trúc che ngang mặt chữ điền còn gợi lên đẹp đẹp văn chương văn huyền ở đất Huế thơ mộng mà trong những tháng ngày trò học Hàn đã cảm nhận được. Đặc biệt nhất là trúc là thuộc về thiên nhiên, nó tượng trưng cho phẩm chất nghe thẳng đứng đặng của con người. Mặt chữ điền theo tượng màu xưa là khuôn mặt vương vức đôn hậu chất phác mặt của con nhà Phật. Chúng ta biết rằng Huế là nơi nổi tiếng về đạo Phật, cho nên hình ảnh lá trúc che ngang mặt chữ điền đã gợi nên một sự giao hòa gắn kết giữa thiên nhiên và con người Thôn Vị. Điểm nhìn trần thuật của nhà thơ gợi lên từ miền hoài niệm rất linh hoạt. Ban đầu điểm nhìn ở trên cao, sau đó chuyển dần xuống một khu vườn mở rộng ra toàn cảnh, rồi tập trung lại ở một hình ảnh chi tiết nhất, nổi bật nhất, đặc sắc nhất, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Điều đó làm cho bức tranh Thôn Vị hiền lên trong hoài niệm của Hàn Mặc Tử trở nên sinh động, có hồn, có đường nét. Qua đó chúng ta thấy được cảnh được khắc họa hài hòa, thơ mộng, đầy sức sống trong ánh nắng ban mai của ngày. Tóm lại, khổ thơ đầu của bài thơ là một buổi sáng rất thơ mộng ở Thôn Vị, thể hiện sự giáo hòa, đầy sức sống, biểu hiện lòng yêu đời, lạc quan, hy vọng của Hàn Mặc Tử khi tìm về hoài niệm. Chúng ta đi vào cảm nhận khẩu thơ thứ hai của bài: gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiếu hoa bắp lê, thuyền ai đầu bến sông trắng đỏ, có chờ trắng về kịp tối nay. Chúng ta cảm nhận hai câu thơ đầu của khổ hai. Gió mây ở đây được Hàn Mặc Tử dùng như một sự cố ý, gợi sự chia lì, ly biệt. Trong văn chương nghệ thuật, gió mây là một hình ảnh quen thuộc, thường đi liền với nhau. Gió mây gợi sự luân chuyển của thời gian, sự luân chuyển của kiếp người, thậm chí còn là biểu tượng cho sự kháng khít, ràng buộc, lòng trung thủy. Ở đây Hàn Mặc Tử lại tách ra gió một đằng, mây một nẻo. Phải chăng trong tâm trạng của Hàn đã bắt đầu nghĩ đến những chuyện đau thương, những chuyện đau buồn mà sâu thẳm trong ký ức nhà thơ đã tìm về và có thể cảm nhận được qua dự cảm bất an khi bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo. Dòng nước buồn thiếu, biện pháp nhân họa đã diễn tả sinh động được dòng nước hương giang phẳng lặng vặng về. Nếu như ở bài Tràng Giang, Huy Cảnh đã dùng một cành củi khô hay là những đám bèo trôi nổi, thì ở đây diễn tả dòng thông hương thơ mộng,
Hàn Bạc Tử lại dùng biện pháp nhân hóa nước bùn thiêu, một biện pháp tu từ rất độc đáo, đã lột tả được cái đặc điểm của dòng chảy sông Hương, nhất là đoạn qua thành cổ Huế. Đặc điểm này từng được Hoàng Phủ Ngọc Tường miêu tả rất tinh tế, rất độc đáo, gợi hình ở trong bài bút ký nổi tiếng ai đã đặt tên cho dòng sông, đó là một mặt hồ yên tĩnh, là tiếng vẫn không thốt nên lời của tình yêu, hay là điều sự lâu mà sông Hương dành riêng cho Huế. Hoa bắp, một loài hoa bình thường, giản dị, mộc mạc, gợi vẻ buồn, sự cố quạnh, thiếu sức sống, nó như một nét vẽ chậm phá để nhà thơ hoàn thiện một bức tranh buồn về một dòng sông thơ mộng. Qua đó chúng ta thấy từ khổ một sang khổ hai dường như có một sự biến đổi, có một sự đổi lập về cách dùng hình ảnh, cách gợi mở không gian và thời gian. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy nó lại rất có lý, rất thống nhất, vì hai câu đầu vẫn tiếp tục khắc họa một đối tượng nữa trong tổng thể bức tranh thôn vị, đó là sông Hương thơ mộng. Không gian ở đây được mở rộng, gợi vẻ hiếu quạnh và sự ngăn cách. Chúng ta cảm nhận hai câu sau của khổ thơ thứ hai. Hai câu thơ sau có hình thức là một câu hỏi tu từ bắt dòng, nó gợi sự trăn trở, dè dặt, triền miên. Hình ảnh thuyền bến sông trắng là một sự kết hợp độc đáo, gợi sự đoàn viên, hồi ngộ, lòng thủy chung, giống như bài ca sao xưa thuyền về của nhớ bến trắng. Những cái lạ và độc đáo đấy là không phải bến, không phải sông, mà là bến sông trắng, nghĩa là bến sông đầy ánh trăng, cả một dòng sông trắng. Cách dùng hình ảnh kết hợp mở ra một không gian huyền ảo, mộng mê, kỳ ảo. Đại từ ai, thuyền ai đầu bến sông trắng đổ, biểu hiện sự hoài nghi, họ xác định, họ nắm bắt. Nếu như trắng, bến sông, thuyền ở câu thơ trên là những hình ảnh của quả thực mà Hàn nhớ lại từ trong miền ký ức, thì điệp từ trắng của chợ trắng về kịp tối nay ở câu thơ cuối lại làm nổi bật niềm khao khát đến mòn mỏi về tình yêu, hạnh phúc khi Hàn tìm về chốn hoài niệm xưa. Cái hình ảnh này chúng ta từng gặp ở trong bài thơ Từ Tình Hai của nữ sĩ Hồ Xuân Hương: vầng trăng bỗng xế khuyết chưa tròn, khi người nữ sĩ nghĩ về tình duyên và hạnh phúc muộn màng của mình. Từ kịp, kịp tội nấy, nhà thơ gieo vào một thanh trắc, gợi sự nặng nề, mệt mỏi, vô vọng. Phải chăng cho đến lúc này, sống trong tình cảnh cô đơn, buồn bã, khi đối diện với bệnh tật hiểm nghèo, tâm trạng của Hà đã trở nên lo lắng, bất an, thậm chí là đã dường như vô vọng trên chuyện hành hương về hoài niệm bằng hồi tưởng. Và khi nhớ về một người em thôn vị mà trong chốn xa mình đã từng hứa hẹn. Qua đó chúng ta thấy khung cảnh thơ vẫn lãng mạn, huyền ảo, nhưng lại gợi về ô đơn, sự mòn mỏi ngọt trong của một hồn thơ đa sầu, đa cảm. Tóm lại, khổ thơ thứ hai, bức tranh thôn vị đêm trăng vẫn thơ mộng, huyền ảo, nhưng lại nhuộm màu ly biệt, chất chịu sự mòn mỏi khắc khoải của nhà thơ khi hướng về tình yêu và sự sống. Chúng ta đi vào cảm nhận khổ thơ cuối cùng của bài thơ: mơ khách đường xa, khách đường xa, ảo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Hai câu đầu của khổ thơ khắc họa một hình ảnh khách đường xa, ở đây là chỉ người con gái thôn vị mà anh đang mơ ước. Cùng có nhiều người hiểu rằng khách đường xa là chỉ nhà thơ Hàn Bạc Tử theo bút pháp nghệ thuật phân thân, như anh từng gọi mình ở trong bài Mùa Xuân Chín: khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trĩ bâng quâng sực nhớ làng. Những căn cứ vào từ ngữ, vào ngữ cảnh của bài thơ và vào hình ảnh tạo cả một câu dưới, thì rõ ràng Hàn muốn hướng về người em mà hơn một lần anh đã thầm thương trùng nhớ. Điệp ngữ khách đường xa nhận mạnh một sự đối lập nghiệt ngã giữa cô gái và nhà thơ,
giữa quả mơ và quả thực. Lần đầu là mơ ước khát vọng mộng tưởng về một chuyện đoàn viên hồi ngộ, thậm chí là một mối duyên tình nảy nở trong sáng giữa Hàn và người em thôn Vì. Lần sau khách đường xa buông lên như một lời bàng hoàng thảng thốt, nhận ra nghịch cảnh trải ngang, nhận ra chỗ thực tại đau thương mà Hàn đang phải chịu đựng. Tà áo trắng ở đây không chỉ là vẻ thực tà áo của người con gái Huế mặc của thanh niên thanh xuân lứa tuổi học trò, mà còn biểu tượng cho tâm hồn trong trạng thái tinh nguyên của người con gái. Tà áo trắng đó Hàn mặc từ Việt là áo em trắng của anh nhận không ra, để thể hiện sự bất lực của Hàn trước vẻ thẹn thìm hồn nhiên chưa vượng bụi trần của cô gái. Trong bài thơ Duyên, khi khắc họa một chàng trai lừng đừng theo một cô gái, Xuân Diệu cũng từng viết là em bước điềm nhiên không vượng chân, anh đi lững đững chẳng theo gần, thì bước điềm nhiên đó cùng gợi cái vẻ hồn nhiên ngây thơ trong sáng của người con gái mà chàng trai đi theo chưa thể cảm nhận, chưa thể thấu hiểu được. Chỉ là một mối tình tương tư nhẹ nhàng, kín đáo mà tha thiết, chân thành. Qua đó chúng ta có thể thấy người em thôn Vì là cái cớ, là đối tượng để Hàn mơ ước và bộc lộ tình cảm của mình. Một mối tình đơn phương khiến anh dai dứt, trăn trở, khôn nguôi. Chúng ta cảm nhận hai câu thơ cuối cùng của khổ ba. Ở đây sương khỏi mờ nhân ảnh, ai biết tình ai của đầm đà. Ở đây là chỗ nào? Ở đây chính là thực tại, là đất Quy Nhơn mà Hàn đã phải đối diện với căn bệnh và nỗi cô độc vò vọ một mình ngõ trống. Hai tiếng ở đây ngân lên như một sự cắt ngang đột ngột về mạch hồi tưởng, về mạch hồi ức của nhà thơ đối với miền đất thôn Vị mơ mộng. Ở đây sương khỏi mờ nhân ảnh, với Hàn thực tại bây giờ chỉ còn là đau thương, là bệnh tật, là nỗi vò vò mòn mỏi trong vô vọng. Còn tình duyên hình bóng người ta mà anh ao ước chỉ là ảo ảnh không có thực, không thể níu kéo hy vọng. Cho nên để tìm quên sự đau thương và sự cô độc cô đơn vò vò của mình, Hàn Mặc Tử thường tìm đến trăng, thường tìm đến những gọi mộng mê vô thức. Trăng đã đi vào thơ Hàn không chỉ là đối tượng được khắc họa là khách thể, mà trăng được khắc họa như một nhân vật, như một sinh thể của hồn, có cảm xúc, biết rên xiết, biết khát khao. Trăng nằm sóng xoáy trên nhành liễu. Câu thơ của ai biết tìm tình ai có đầm đà, đại từ ai được nhà thơ dùng rất độc đáo. Vừa chỉ có gái, vừa chỉ mình, và vừa chỉ người đời, cõi đời mà Hàn đang hướng tới. Chúng ta biết rằng Nguyễn Bính, một nhà thơ mới tiêu biểu khác trong bài Tương Tu, cũng từng dùng đại từ ai này rất hay. Biết cho ai, hỏi ai người biết cho, hay là xưa hơn về thời Trung Đại, Trần Tế Xương trong bài Áo Đông Kia Bàn cũng từng dùng rất hay đại từ này. Ai ơi ai có nhớ không, trời mưa một mảnh áo bông chia đầu, nào ai có tiếc ai đâu, áo bông ai ướt khăn đầu ai khô. Đại từ ái được dùng rất độc đáo như thế, nó làm cho câu thơ cuối là một câu hỏi tu từ đa nghĩa, vừa ướm hỏi tình cảm của cô gái, vừa bộc lộ tình cảm sâu kín của mình, vừa khẳng định một tình yêu tha thiết đối với cuộc đời bất chấp nghịch cảnh trải ngang. Qua đó chúng ta thấy dù thực tại đau thương ngang trải, Hàn Mặc Tử vẫn khao khát được yêu, được đồng cảm, trí ngộ, chia sẻ. Chúng ta trân trọng, chúng ta đồng cảm, thấu cảm cho Hàn về điều này các em nhé. Tóm lại, khẩu thơ cuối của bài thơ, hình ảnh người em thôn Vị trong trắng, thơ mộng, hồn nhiên là cái cớ để Hàn bộc lộ chân thành tình yêu và khát vọng sống mãnh liệt của mình hướng về cuộc đời. Như vậy là chúng ta đã cảm nhận được cái hay, cái đẹp về nội dung tư tưởng và nghệ thuật qua ba khổ thơ của bài Đây Thôn Vị Già. Bây giờ các em đi vào phần ba la mã, chúng ta tổng kết lại giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật của bài thơ. Thứ nhất là về nghệ thuật. Bài thơ dùng nhiều hình ảnh biểu hiện nội tâm, bút pháp tinh tế,
Ngôn ngữ gợi cảm. Tác giả dùng rất hay câu hỏi tú từ và đại từ phiếm trì. Về mặt nội dung, bài thơ đây Thôn Vị Già là một bức tranh đẹp về một miền quê đất nước. Thôn vị của xứ Huế thơ mộng là tiếng lòng của một con người tha thiết yêu đời, yêu người bất chấp nghịch cảnh trái ngang. Những giá trị ghi nhớ khái quát này về bài thơ thống nhất với phần định hướng sau bài học trong sách giáo khoa, các em có thể theo dõi ở trên màn hình và đánh dấu vào định hướng ghi nhớ đó để nắm vững kiến thức bài học. Và bây giờ trước khi kết thúc bài học, thầy muốn hướng dẫn cho các em những bài tập gửi trong sách giáo khoa ở phần luyện tập. Qua đó, thầy tin các em sẽ khắc sâu kiến thức của bài học hôm nay và nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho mình. Các em đi vào phần 4 La Mã, luyện tập. Bài tập thứ nhất, bài tập này hướng chúng ta cảm nhận lại cái hay, cái tài tình độc đáo của việc dùng câu hỏi tú từ. Chúng ta có thể trả lời là những câu hỏi tú từ trong bài thơ đây Thôn Vị Già vừa hướng về người con cải thôn vị, vừa hướng về con người trần thế, vừa hướng vào cõi lòng sâu kín của nhà thơ. Nhưng câu hỏi tú từ này có tác dụng rất lớn trong việc bộc lộ nội tâm, cảm xúc của nhân vật trữ tình. Bài tập thứ hai, bài tập này hướng chúng ta cảm nhận và nắm lại đặc điểm của hoàn cảnh sáng tác và nội dung tư tưởng được thể hiện trong bài thơ. Thì hoàn cảnh sáng tác và nội dung tư tưởng gợi cho chúng ta cảm nghĩ, đó là chúng ta xót thương, đồng cảm cho số phận nghiệt ngã của Hàn Mặc Tử. Chúng ta trân trọng những khát vọng sống, khát vọng tình yêu của nhà thơ. Chúng ta khâm phục ý chí, nghị lực của nhà thơ, dù trong hoàn cảnh bi thương, cũng không để mất mình, cũng muốn vươn lên, muốn khao khát được sống, được yêu, được đồng cảm. Và cuối cùng là chúng ta rút ra bài học, nhận thức cho mình. Chúng ta trong cuộc đời không ai bằng phẳng cả các em ạ. Có những lúc chúng ta gặp phong ba bão ở cuộc đời, những lúc như thế thầy muốn các em hãy có ý thức học tập vào khát vọng, vào ý chí của nhà thơ để có thể vượt lên nghịch cảnh. Bài tập cuối cùng trong sách giáo khoa, bài tập này hướng chúng ta vào cảm nhận khái quát giá trị của bài thơ. Bài thơ từ tình yêu đơn phương để nói về tình yêu quê hương, đất nước, con người. Bài thơ được sự có được sự cộng hưởng rộng rãi vì tác giả đã thể hiện, đã bộc lộ chân thành cảm động nỗi lòng của mình bằng một hình thức thơ độc đáo mới là giàu sức sáng tạo. Và để các em có thêm tư liệu kiến thức, có thêm căn cứ hiểu bài thơ, thầy đưa thêm một bài tập mở rộng nữa là những lúc rảnh rồi, các em tìm cho thầy tập thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân. Các em tìm sau mục lục đọc cho thầy phần bình và trích dẫn những bài thơ hay của Hàn Mặc Tử. Thầy tin qua đó các em sẽ có thêm nhiều tư liệu hay và cũng thêm căn cứ để hiểu thêm về những cái hay, cái đẹp trong bài thơ này. Các em thân mến, nhà thơ Chế Lan Viên từng có một câu thơ ở trong bài Tiếng Hát Con Tàu như thế này: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bộc hỏa tâm hồn. Câu thơ đó thầy nghĩ rất đúng với hoàn cảnh của Hàn Mặc Tử khi nghĩ về Huế, hướng về Huế, thôn vị mộng mơ và người em thôn vị yêu kiều, hồn nhiên trong sáng. Chỉ có 2 năm sống và học ở Huế, những kỷ niệm về thôn vị, về người con gái thôn vị thật sâu đậm, sâu sắc và dư vị tình cảm gợi lên trong hàm cũng rất da diết, nồng nàn, chân thành, đầm thắm. Theo thầy, đó có thể là liều thuốc tinh thần cho trái tim, là một liều thuốc an thần để hàn vơi đi những cơn đau đớn vật vã của căn bệnh hiểm nghèo hành hạ về thể xác và vơi bớt đi sự cô quạnh cô đơn trong tâm hồn khi hàn phải sống trong tình cảnh xa xã hội loài người, xa con người mà ông khao khát hòa đồng chia sẻ. Trước khi kết thúc bài học, thầy đọc tặng cho các em nghe một bài thơ của một người bạn thơ rất thân đối với nhà thơ Hàn Mặc Tử. Theo nhiều tư liệu văn chương thì nhà thơ này chính là người đã gợi ý Nguyễn Trọng Trí lấy bút danh là Hàn Mặc Tử, nghĩa là người làm công việc bút mực văn chương khi nhà thơ chuyển sang sáng tác thơ lãng mạn. Đó là nhà thơ Quách Tấn. Trong tập thơ Mùa Cổ Điển, Quách Tấn có bài Mộng Thấy Hàn Mặc Tử. Bài thơ như sau: ơi Lệ Thanh, một giấc trưa nay lại gặp mình, nhan sắc trong pha màu phú quý, tài hoa bút trổ nhất tinh anh, rượu tràn thú cụ say sưa truyền,
Hướng tà trời cao bạt ngàn tình, tôi khóc tôi cười vang cả mồng, nhớ thương đưa lạc rõ qua mảnh. Bài học của chúng ta hôm nay kết thúc. Thầy chúc các em học tốt và hẹn các em gặp lại ở trong giờ đọc văn tiếp theo.